mấy cái trái cây mình sẽ xin cái gì nấu quýt khóm và cái thơm nhé. Bên miền mình vừa được tây thì mình miền nam mình gọi là cái thơm đủ bưởi thì mình chỉ có được cái bưởi này thôi. Táo rồi, cái này là xoài. Xoài này là mình mua ở Costco, không biết ngon không tại vì mùa này mà xoài hết. Mình mua nó còn xanh, mới mua vừa có mấy ngày mà nó chín nhanh chưa nè. Đây bánh ú với bánh tét mình gói tối hôm qua, mình nấu xong tối hôm qua mình treo lên rồi nó khô á, mình ráo nước á. Đây là bánh tét. Táo thì mình sẽ có táo, cái này là trái ổi mình mua ăn thôi chứ không có gì. Bưởi thôi, một trái bưởi nè, xoài là 2, 3, 4 nè, năm ngũ quả đúng rồi, mình không có chia theo quên theo cái gọi là gì là dưa hấu nữa, cái 6 luôn. Mình không có chia theo cái tên tại vì mình không có trái mãng cầu, mình có xoài, có đủ, có đu đủ, có xoài, không có trái dừa luôn. Rồi mình chỉ cân, mình chỉ trái là đủ xài, đủ xài là được. Năm mới. Chúc mừng năm mới.